Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạy lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai các ông đi và chỉ thị rằng: hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy giao rao giảng rằng: nước trời đã đến gần, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời chị em ngồi xuống. Chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe một cái lá thư sau đây. Thư cha, con là Phương Thảo. Con xin được kể những người đã được ơn ở quê của con cho cha để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thứ nhất, chị gái cả của con là Lê Thị Hoa, sinh năm 1969. 50 tuổi, là người ngoại đạo, bị tâm thần hơn chục năm, đã được mẹ con đem đi chạy chữa khắp nơi không khỏi. Cho đến tháng 3 năm 2019, chúng con đưa chị ấy đến với lòng Chúa thương xót, được cha cầu nguyện và cộng đoàn hiệp ý, mà nay đã khỏi được 80%. Do bệnh quá lâu nên ngay lập tức chưa thể phục hồi hoàn toàn đó cha. Hallelujah! Thứ hai là mẹ con tên là Trịnh Thị Nhẫn, sinh năm 1948, 72 tuổi, là người ngoại đạo, bị bệnh tiểu đường và đau xương khớp. Cách đây mấy tháng phát hiện có khối u ở cổ, u tuyến giáp. Bác sĩ chỉ định đi chọc dịch xét nghiệm xem có tế bào ác tính không, và mẹ con phải chờ kết quả trong vòng 5 ngày. Cả gia đình chúng con rất hoang mang lo lắng. Mẹ con đã một lòng tín thác nơi Chúa. Mẹ nhờ con viết thư xin khấn lòng Chúa thương xót, và mẹ con đã tha thiết đọc kinh cầu nguyện lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Nhờ vậy mà được Chúa thương ban bình an, nhận được kết quả lành tính, bệnh tiểu đường cũng giảm và bệnh đau xương khớp này cũng bớt rất nhiều rồi ạ. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Thứ ba là bác Phan Thị Mười, 82 tuổi, là người ngoại đạo, bị đau xương khớp đi lại khó khăn và bị tiểu đường. Mẹ con đã cho bác mượn máy nghe giảng 270 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Bác đã nghe một tuần, tới nay bệnh tiểu đường của bác ấy bớt rất nhiều và đã khỏi bệnh đau xương khớp rồi cha. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Thứ tư là cô Nguyễn Thị Tiến, 60 tuổi, là người ngoại đạo, bị sưng đau đầu gối, uống thuốc nhiều không khỏi. Cho tới khi chị gái con cho mượn cái máy nghe bài giảng lòng Chúa thương xót, nghe được 2 ngày thì đầu gối của cô ấy đã đỡ. Thấy cô chưa khỏi nên chị con cho cô mượn thêm nghe 1 tuần nữa. Sau 1 tuần nghe giảng lòng Chúa thương xót và cầu nguyện, chân cô ấy đã khỏi hẳn rồi ạ. Vì khan hiếm đài của cha mà mọi người phải chia nhau nghe máy ạ, không phải ai cũng có một cái đâu. Hallelujah! Thứ năm là chị gái thứ hai của con tên là Lê Thị Sen, sinh năm 1970, là người ngoại đạo, người ốm yếu. Trước khi chưa nhận biết Chúa, chị con hay nghe kinh Phật. Nhưng từ khi có máy nghe giảng, chị con nghe suốt ngày và chăm chỉ lần chuỗi lòng thương xót Chúa mỗi ngày lúc 3 giờ chiều.
Có ngày chị con lần từ 2 đến 3 chuỗi, trung bình là 2 chuỗi mỗi ngày. Nhờ vậy mà nay chị con khỏe hơn, vui hơn, công việc làm ăn của gia đình cũng thuận lợi hơn. Chị con nói là chị rất yêu mến Chúa và tín thác vào Chúa. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Thứ 6 là bố con cũng đã được ơn nhận biết Chúa. Gia đình con có 8 người con, trong đó chị thứ 4 và con lấy chồng bên đạo Công giáo. Trước kia lúc chị con lấy chồng ở Thái Bình, đưa cháu bé con của chị khoảng 3 tuổi lên thăm ông bà. Lúc ăn cơm thấy cháu làm dấu thì bố con hay trêu cháu là nay ăn đây, mai ăn đâu, làm cháu bé bực tức và kêu khóc. Bố con là người vô thần, không tin vào bất cứ điều gì. Vậy mà từ khi mẹ con và chị con được ơn chữa lành, bố con đã thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Bố con giữ một máy nghe giảng để nghe suốt ngày, và nhờ đó mà bố con đã được ơn nhận biết Chúa. Tất cả những người con kể trên đều ở cùng một địa chỉ là thôn Trung Sơn, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Chúng con xin được làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ, cảm ơn cộng đoàn đã cầu thay nguyện giúp chúng con. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Thưa chị em, đấy là một trong muôn ngàn những người nhận được ơn lành của Chúa. Những điều này nghe thì có vẻ có người bảo là hoang đường, có người bảo là tạm hẹp, có người bảo là giảm dựng, có người bảo là thế nọ, có kẻ bảo là thế kia. Dù nói thế nào thì nói, mặt trời vẫn mọc ở đằng và lặn ở đằng, không nói gì thì nói. Không phải vì nói như vậy mà mặt trời không lặn, không phải nói như thế mà mặt trời không mọc, không phải nói như thế mà mặt trời sẽ lặn ở đằng đông và mọc ở đằng tây. Quả đất tròn hay méo? Méo hay tròn? Có phải là vì mình nói này nói kia mà quả đất nó vuông không? Có phải vì nói kia nó nọ mà quả đất nó méo không? Nó tròn thì nó vẫn tròn. Mọi sự đều phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, không có cái gì che lấp được đâu, không có cái gì đặc biệt, không có cái gì mà giấu giếm được đâu. Thưa anh chị em, điều các con nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà mà rao giảng, mà loan báo. Điều các con nghe trong bóng tối thì hãy đưa ra ánh sáng. Tất cả đều phơi bày dưới ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Tất cả đều phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Không có gì che giấu, không có gì đại biện được. Cho dẫu ta có thể che giấu được con người, nhưng không thể che giấu được Thiên Chúa, thưa anh chị em. Cho dẫu chúng ta có thể giấu kín ở đời này, nhưng đời sau, lời Chúa nói, mọi người sẽ hoàn toàn trần trụi trước mặt Chúa để chịu phán xét về những suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta. Cho nên, hãy sống thật đi. Hãy nhìn vào sự thật và chấp nhận sự thật đi. Đừng có ngoan cố nữa, đừng có chống lại lời Chúa nữa, đừng có chống lại quyền năng lòng thương xót Chúa nữa, không chống được đâu. Chúa nói với Phaolô, giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho con. Phaolô ngày xưa cũng như vậy đấy, thành gươm yên ngựa, một lòng ra đi, tiêu diệt tất cả những người tin vào Đức Giêsu. Thế rồi Phaolô làm cái gì? Bị té ngựa, bị té ngựa. Mắt mù, lúc đó thì mắt tâm hồn Phaolô mới mở ra và nghe lời Chúa nói là Phaolô, sao ngươi tìm mắt ta, giơ chân đạp mũi nhọn, chỉ có khốn cho con mà thôi. Nhớ, đừng ngoan cố nữa, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Đó là lời Chúa mời gọi, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Nếu mà chưa tin, chúng ta chịu khó trong những ngày tĩnh tâm này, lắng lòng mình lại đi. Đừng để lòng mình xôn xao vì những chuyện của thế gian. Đừng để lòng mình náo động vì ghen tức, ghen tị vì chuyện thị phi của thế gian. Đừng để mình bị cuốn hút vào cái vòng danh vọng, rồi mình đi tìm danh vọng, tìm danh lợi mà loại trừ những người khác. Hay lắng lòng mình lại đi, khiêm tốn nhìn vào đời sống của mình, để lời Chúa nói với chúng ta. Có phải là ngày xưa Chúa làm phép lạ, bây giờ Chúa không còn quyền nữa hay sao? Có phải ngày xưa Chúa tỏ hiện quyền năng lòng thương xót Chúa mà ngày hôm nay Chúa không tỏ hiện nữa hay sao? Có phải là lời Chúa chỉ là một câu chuyện lịch sử và Đức Giêsu chỉ là một nhân vật lịch sử giống như là Trần Hưng Đạo
giống như là Ngô Quyền, giống như là Hitler, giống như là Napoleon, giống như là biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng khác lấy lừng một thời, nhưng mà bây giờ cũng chìm vào với quá khứ. Có phải như thế không? Không. Lời Chúa là lời hằng sống. Đức Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một mà thôi. Quyền năng ấy, lòng thương xót ấy vẫn tiếp tục tỏ hiện khi Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc. Trước tiên là Ngài giảng dạy trong các hội đường công việc của Chúa, đi khắp các thành thị làng mạc. Có phải đi kiếm quán nhậu không? Không. Có phải là đi kiếm tiền không? Không. Có phải là đi tìm danh lợi không? Không. Có phải là đi tìm chức tước địa vị không? Không. Mà Ngài đi khắp các thành thị, khắp các làng mạc để mà giảng dạy trong các hội đường, để mà rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đấy, ba nhiệm vụ mà Chúa Giêsu thi hành theo đúng ý của Cha. Thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là loan báo, loan truyền, và thứ ba là chữa lành. Nhớ, đó là ba công việc mà lời Chúa ghi lại rất rõ trong tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 9 câu 35. Ai còn chưa tin thì mở tin mừng Thánh Matthew đoạn 9 câu 35. Chúng tôi xin phép được đọc lại nguyên văn. Khi ấy Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Alleluia! Vì Đức Giêsu ngày hôm nay vẫn tiếp tục làm công việc đó. Đức Giêsu ngày hôm nay vẫn mời gọi mỗi một người chúng ta tiếp nối công việc là đi khắp các thành thị làng mạc. Như anh em chúng ta đang làm công việc đó, mình chẳng làm cái gì mới lạ cả, mình chẳng làm cái gì khác lạ cả, mình chỉ làm công việc mà chính Chúa Giêsu đã làm và mời gọi ra lệnh cho chúng ta cũng phải làm như vậy, là các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Đây là nhiệm vụ của chúng ta, mỗi người được nhận lãnh nhận bí tích rửa tội, đặc biệt là nhiệm vụ của những người được Chúa tuyển chọn là các linh mục, tu sĩ, là hàng giáo sĩ, càng phải làm công việc đó, đi khắp các nơi thành thị làng mạc mà giảng dạy, mà loan báo, mà chữa lành. Có người bảo đó là việc của Chúa, đó là quyền năng của Chúa chứ làm gì các ông có. Mở đầu như vậy, đây là đoạn kết. Đoạn kết phúc âm, đoạn kết của tin mừng, đoạn tin mừng ngày hôm nay là Matthew chương 10 câu 7 và câu 8. Câu 6 đây là Đức Giêsu sai các ông đi và chỉ thị rằng, đây là chỉ thị, đây là lệnh truyền, phải làm nha, không phải là lời khuyên, muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Nước trời đã đến gần. Nước trời đã đến gần. Rồi những người mà được Chúa sai đi có được Chúa ban quyền năng gì hay không? Nghe tiếp câu 8. Matthew chương 10 câu 8. Anh em hãy chữa lành người đau yếu. Chữa lành người đau yếu. Anh em hãy làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủy được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủy được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Đấy, Chúa Giêsu ra chỉ thị và trao cho các ông, ban cho các ông được cái quyền đấy, quyền chữa lành, quyền trừ quỷ, quyền làm cho người phong hủy được sạch và cho kẻ chết được sống lại. Rõ chưa? Rõ chưa? Rõ. Hay là còn nghi ngờ thì về mở lại tin mừng Thánh Matthew chương 10 câu 6, câu 7 và câu 8. Đọc lại đi. Đọc cho thật kỹ đi. Đọc cho thật chính xác đi. Đọc cho thật rõ ràng đi. Rồi để cho lời Chúa soi sáng vào lòng trí của mình đi. Để mà hiểu cho nó đúng. Để mà làm cho nó chính xác. Không sai chạy đâu được. Và tại sao còn nghi ngờ? Tại sao còn băn khoăn? Tại sao còn lo lắng?
tại sao còn ngờ vực như vậy nữa? Đức Giêsu mặc ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nói gì thì nói, việc Ngài làm là cứ làm. Vì của anh của ta là làm theo ý của cha, Đức đã sai ta cơ mà. Vì Đức Giêsu thấy đám đông thì chắc lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Và người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Thấy đám đông vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt thì Đức Giêsu chạnh lòng. Chạnh lòng rồi cũng phải để đó, chạnh lòng cũng phải để cho nó xong, chạnh lòng cũng phải chỉ để một chốc một lát rồi thì quên mất đi. Vừa thấy Đức Giêsu mà Ngài chạnh lòng là Ngài làm hay chứ đó. Thấy đám đông đau ốm bệnh tật, Ngài chạnh lòng là người chữa lành. Thấy đám đông ba ngày không có gì ăn, Ngài chạnh lòng thương thì Ngài nuôi ăn. Thấy bầy chiên vất vưởng không có người chăm sóc thì Ngài chạnh lòng và Ngài nói: các con hãy cầu xin chủ ruộng, tức là cha trên trời, sai thợ gặt, tức là sai những tông đồ đến mà chăm sóc những tâm hồn này. Đây là những tâm hồn không được ai chăm sóc. Có phải tội của họ không? Không. Mà lỗi của những người có trách nhiệm không chăm sóc những linh hồn đó. Chúa sẽ hỏi rằng là: Trần Đình Long ơi, hỡi Trần Đình Long, những người ta trao cho con có chăm sóc hay chưa? Con có chăm sóc họ hay chưa? Những người ta giao phó cho con đã chăm sóc họ như thế nào? Còn bao nhiêu người con đã chưa quan tâm, không để ý, không chăm sóc? Hay là con chỉ chăm sóc những con chim béo thôi, con chim gầy thì con bỏ. Con chỉ chăm sóc những con chim giàu thôi, con chim nghèo thì con loại. Con chỉ chăm sóc những con chim có quyền cao chức trọng thôi, còn những kẻ thấp cổ bé họng thì con cho họ ra rìa, không có trong trái tim của con, không có trong lòng thương xót của con. Trần Đình Long, người ơi Trần Đình Long, con phải trả lẽ trước mặt Chúa về sứ mạng ta đã trao cho con mà con không thi hành. Vì con có nghe câu kết ta nói không? Các con đã lãnh nhận, nhưng không thì cũng phải cho, nhưng không. Vì có kể công kể lên gì? Tất cả con có, tất cả con làm là đều nhờ bởi Chúa. Chúng ta vẫn đọc kinh gì đó: cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng đi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Đúng, từ khởi sự tức là lúc bắt đầu cho đến hoàn thành, tức là khi kết thúc, đều nhờ bởi ơn Chúa, chứ không phải là bởi bàn tay của con người. Cho nên ta đã lãnh nhận nhưng không rồi. Anh biết đàn, chị biết hát, anh biết quay phim, ông biết bấm máy, anh biết nấu cơm, chị biết quét nhà, cô kia biết chủ nhà vệ sinh. Mỗi người đã lãnh nhận cái sứ mạng đó thì hãy trao ban nhưng không. Đàn hãy đàn đi, hát hãy hát đi, lau nhà hãy lau nhà đi, chủ nhà vệ sinh hãy chủ nhà đi. Không phải cái công việc nó hèn hạ, chẳng có công việc nào hèn hạ, mà chỉ có con người hèn hạ mà thôi. Không có công việc nào gọi là xấu, mà chỉ có người xấu mới làm cho công việc đó bị xấu mà thôi. Một cái người chùi nhà vệ sinh họ có xấu không? Không. Một cái người chùi nhà vệ sinh họ có bẩn không? Không. Ngược lại là khác, họ làm cho cái xấu trở nên đẹp, họ làm cho cái bẩn trở nên sạch. Trong khi đó, một người quyền cao chức trọng mà ta ý quyền cao chức trọng, ta hiếp đáp người khác, ta có sạch hay không? Ta ý ta có quyền lực rồi ta bắt nạt người khác, ta loại trừ người khác, ta xét xử không công bằng, ta xét xử một cách thiên vị, ta xét xử một cách bất công, ta có bẩn không? Đấy, thưa anh chị em, rõ ràng Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta đã lãnh nhận nhưng không thì cũng phải cho, nhưng không. Đừng có kể công kể lên gì, con làm cái này, con làm cái nọ, con làm cái kia. Không, tất cả chúng ta đều là đầy tớ vô dụng nếu không có ơn của Chúa. Là đầy tớ vô dụng nếu Chúa không có phù giúp, không phù trì thì ta không làm được bất cứ một điều gì tốt lành đâu, thưa anh chị em. Lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe cho chúng ta
thấy rõ thêm một cái điều nữa. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên thần ô uế. Thì ông Chúa ban cho các ông quyền đó mà, ban cho ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Các tông đồ ngày hôm nay là các giám mục, rồi các linh mục là những người phụ tá với các giám mục để làm công việc đó. Và Chúa trao quyền cho các tông đồ thì cũng trao quyền cho những người kế vị để họ được mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho Chúa bằng quyền năng của Chúa, đó là quyền trên thần ô uế để trừ ma quỷ và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Điều đó chúng ta nghe trong sách Isaiah nói rằng là Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: hỡi Sion đang ở Jerusalem, ngươi không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, Chúa sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. Nghe tiếng ngươi kêu là người đáp lại, không còn phải khóc nữa thưa anh chị em. Vì khi ta kêu cứu thì Chúa thi ân giáng phúc. Khi ta kêu là Chúa đáp lời, ta kêu là Chúa đáp lời. Chúa thượng ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đứng dậy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt nữa, và mắt ngươi sẽ thấy đứng dậy dỗ ngươi. Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay là biết quẹo bên trái, nữ tu trước ngã ba đường. Đứng trước ngã ba đường, chúng ta không biết quẹo phải hay quẹo trái. Đứng trước ngã ba đường, chúng ta không biết là nên đi tiếp tục loan truyền lời Chúa thương xót hay là nên gắt kiếm để mà hưởng nhàn. Đứng trước ngã ba đường, chúng ta không biết là nên mạnh dạn dấn thân để đi loan truyền lời Chúa thương xót bất chấp mọi khó khăn, hay là vì sợ khó, vì sợ khổ, chúng ta co mình lại để mà bảo vệ cho chính mình, để mà giữ được cái mũ cho mình, để mà giữ được cái chỗ của mình. Có khi vì việc sợ mất chức, có khi vì sợ mất mũ, vì sợ mất chỗ mà chúng ta không dám mạnh dạn loan báo tin mừng, không dám mạnh dạn ra đi để mà dạy dỗ, loan báo và chữa lành. Lúc đứng trước ngã ba đường như vậy thì lời Chúa nói rằng là khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo bên phải hay bên trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau, đó là đây là đường, cứ đi theo đó. Đây là đường, cứ đi theo đó. Đây là đường lòng thương xót, cứ đi theo đó. Đây là đường tin mừng, cứ đi theo đó. Đây là đường ăn chơi, không đi theo. Chứ phải cứ nhắm mắt ta nói đi là đi đâu. Đây là đường ăn chơi, không đi theo đó. Đây là đường quyền lực, không đi theo đó. Đây là đường danh vọng, không đi theo đó. Đây là đường yêu thương, không đi theo đó. Những lúc mình bị lưỡng lự, những lúc mà mình cảm thấy phân vân, những lúc cảm thấy đứng trước ngã ba đường, biết quẹo bên phải hay là quẹo bên trái, mình hay không chịu nghe tiếng Chúa mà mình đi nghe tiếng của thế gian. Ta hay đi tìm cố vấn, gọi là cố vấn tối, không phải là tối cao, mà là cố vấn tối gì? Tối om, cố vấn tối tăm, là nó chỉ nói cứ quẹo bên trái đi, đường này đường hưởng nhàn, đường này đường rộng rãi, đường này là đường thanh thang, còn có đường hẹp, có đường khổ giá, có đường khổ đau, đường chân ai đầy ái gian nan, ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời cười ra nước mắt, trắng tay ý, trắng tay gọi tên bằng hiếu gì nữa, người giàu sang quên kẻ tâm giao gì nữa hả? Không phải hết mà là không chưa thì đúng rồi. Thì ta thấy này là khi mình đứng trước cái ngã ba đường cuộc đời của mình, anh chị em, những người đi theo lòng thương xót Chúa, rất nhiều lần mình bị đứng trước ngã ba đường. Một là đi theo lòng thương xót Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì sẽ bị hiểu lầm,
bị nghi ngờ, bị chống đối và đôi khi bị loại trừ nữa thưa anh chị em. Trong khi đó, quẹo bên trái là con đường dễ dãi, con đường thoải mái, con đường hướng nhàn, con đường hướng lạc, con đường hướng thụ, biết quẹo phải hay quẹo trái. Xác thịt mình, lời nói của thế gian, lời nói của con người bảo mình quẹo phải hay quẹo trái. Quẹo trái vì đường thanh thang rộng mở. Trong khi đó, tiếng gọi của lòng Chúa thương xót thì bảo mình quẹo bên phải. Cứ đường đó mà đi, ngu gì mà đi cái con đường đó. Đi cái con đường của trần gian khổ ái thương đau mà ai chưa qua chưa phải là người. Thôi ngu gì mà đi, phải không con? Dại gì mà đi cái con đường của cái ông cha Long này, con đường mà chẳng đi về cái đâu, con đường chẳng mấy người theo. Con đường lòng thương xót Chúa là con đường chẳng mấy người theo. Con đường của thế gian, con đường của vinh quang phú quý là con đường đầy rẫy người theo. Nhưng Chúa cho Faustina nhìn thấy cái con đường rộng rãi thanh thang mà đầy rẫy người theo ấy. Bên cuối con đường là cái gì biết không? Bến đợi là cái gì? Là vực thẳm. Họ lao xuống vực thẳm, họ lao xuống vực thẳm, họ mất linh hồn, họ sa hỏa ngục, họ cứ lao vào đó. Trong khi đó con đường đầy gian nan, đầy thử thách, đầy khó khăn, con đường mà không mấy người theo, những người mà đi thì té lăn bỏ càng ra. Con đường ấy, cuối con đường ấy là gì thưa anh chị em? Là hạnh phúc, là thiên đàng, là bến đợi, là bến mơ. Nào, lựa chọn đi con đường thập giá hay con đường thế gian? Đi theo con đường lòng thương xót hay con đường của vinh quang thế trần? Lòng thương xót. Dám không? Dạ. Đi không? Đi. Đi không? Đi. Và tôi nghe cái tiếng từ sau nói rằng con đường đó cứ đường đó mà đi, cứ đường đó mà đi, con đường lòng thương xót, con đường thập giá, con đường mà chúng ta vẫn nghe hát là thập giá gì đó, con đường thập giá đó. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã phát trương, mọi loài nào hàn sao trên trăng. Lạy Chúa, hãy thương ta nào Ngài bám trên vai, đau thương nào phụ kiến tâm tư, được tình đó Ngài dành cho con. Đấy, con đường tình đó Ngài dành cho con có đi hay không đi? Con có theo hay không theo? Con có bước hay không bước? Con có dám dấn thân hay là con lùi thân vì con sợ thiệt thân? Đây là đường cứ đi theo đó, Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống người gieo trồng, cho lương thực sản phẩm của đất đai thật dồi dào béo bổ. Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát. Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối, cỏ người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra. Trong ngày đại tàn sát, ngày của sự công thẳng, ngày mà không còn giờ của lòng thương xót nữa. Trong ngày đại tàn sát thì khi các ngọn tháp đổ nhào trên mọi núi và mọi đồi cao, sẽ có những khe suối và dòng nước chảy. Vào ngày Đức Chúa băng bó vết thương cho dân người và chữa lành những chỗ nó bị đánh. Chúa băng bó vết thương và chữa lành. Ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp 7 ánh sáng của 7 ngày. Những lời đó tràn đầy niềm hy vọng, những lời đó tràn đầy sự bình an mà mỗi một người chúng ta, thưa anh chị em, giữ những đau thương, giữ những khổ ải đó. Anh chị em tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Mấy anh chị em nghe cái câu chuyện ở bên Nhật mà Đức Thánh Cha mới đi sang đó, nghe không? Nghe. Ai đi Nhật rồi giơ tay. Có người bảo Thánh Cha con đi Nhật. Tôi chỗ tôi có một ông cha ngày nào cũng đi Nhật. Biết Nhật nào không? Nhật Bảo. Mỗi lần đi về là anh không? Em nay có được cái khoan cái cũ người ta mới bỏ đi sửa lại khoan tốt. Cho các bạn đi về anh không? Cho tay vào đây, cho tay vào đi. Em mới kiếm được cái máy đo huyết, đo xong bảo tim anh tốt lắm. Bảo máy này tốt không? Mà không tốt. máy không tốt mà đó tin tốt. Nên nó đi đâu cũng đi ngày nào cũng đi Nhật, mà đừng đi đâu đi Nhật Bảo.
Thì thưa anh chị em, đây là câu chuyện về công viên trung tâm trái bom nguyên tử, trọng tâm chuyến tông du thứ 32 của Đức Giáo Hoàng Francisco tới Thái Lan và Nhật Bản, là bài diễn văn sáng ngày Chủ nhật 24 tháng 11 năm 2019 tại Nagasaki, tại công viên trung tâm trái bom nguyên tử, có đài tưởng niệm vụ thả bom nguyên tử mùng 9 tháng 8 năm 1945. Trái bom plutonium mang tên là đã giết 40.000 người ngay lúc đó. Một trái bom nguyên tử nổ, 40.000 người chết ngay lúc đó. 3 ngày sau, khi trái bom uranium đánh vào Hiroshima, giết chết ngay tức khắc 200.000 người, đa số là thường dân. Nhà thờ Urakami bên cạnh đài tưởng niệm của Nagasaki đã bị hoàn toàn san bằng. Một bức tượng Chúa Kitô và một bức tượng Đức Trinh Nữ Maria mới được tìm thấy. Trước khi lên tiếng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đặt một vòng hoa trắng lớn tại đài tưởng niệm và ngài đã cúi đầu chiêm niệm lâu dài như bám víu vào vòng hoa. Dưới trời mưa nặng hạt làm tăng thêm tính trầm trọng u uất của khoảnh khắc. Một mình không chỗ trú, 82 tuổi không ô dù, không áo mưa, không mái che, Đức Thánh Cha Francisco đứng đó. Một ông cụ 82 tuổi không ô dù, không áo mưa, không mái che, đứng cúi đầu chiêm niệm lâu dài. Trước mặt ngài, cây cột khổng lồ bằng cẩm thạch màu đen đứng sừng sững ngay chỗ trái bom nguyên tử phát nổ. Trên một cái chân nến được trang hoàng bởi một chữ tiếng Latin là PAS, có nghĩa là hòa bình. Quà tặng mà ngài đã cống hiến cho đài tưởng niệm. Sau đó Đức Giáo Hoàng đã thắp lên ngọn lửa của ký ức mỏng manh dưới trời mưa gió, nhưng vững vàng mang đến một ánh sáng hy vọng cho trung tâm của ký ức thảm kịch Nagasaki. Cái chân nến này, biết nó giống cái chân nến này, chị em đang thấy như thế này không biết. Vừa mới lượm được và đi Nhật về mới lượm được cái chân nến. Chị em thấy cái chân nến không? Đi Nhật lượm được cái chân nến, nó khập khiễng như vậy. Cái chân nến này được thực hiện cho chuyến tông du tới Nhật Bản, được làm bằng đồng mạ bạc, cao 1m2. Dưới đấy, dựa trên vai, dải trên đó có khắc chữ PAS, P-A-S. Thân của nó là hình ống được đánh dấu ở chiều giữa chiều cao, một ảnh tượng mạ vàng mang huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ở trên đỉnh, ngọn nến bằng sắt bong được giữ như bởi ba tấm màn kim khí. Đức Giáo Hoàng đã đọc bài diễn văn trước bức ảnh cậu bé đeo sau lưng đứa em trai đã chết. Cho anh chị em cũng đã nghe và đã thấy hình đó là cậu bé đeo sau lưng một đứa em trai đã chết vì bom nguyên tử vào năm 1945, và cậu mang em tới nhà thiêu của Nagasaki. Đức Giáo Hoàng đã chọn tấm ảnh này để làm thiệp chúc mừng ngày Thế giới Hòa bình năm 2018 với lời giải thích kết quả của chiến tranh đó là như thế, như là để khuấy động sự dửng dưng và nhắc nhở rằng trẻ em là những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc chiến tranh ngày hôm qua cũng như thời đại ngày hôm nay. Sự dửng dưng là không thể được, ngược với Đức Giêsu là luôn chạy lòng, ngài chạy lòng thương, còn con người ta ngày hôm nay là dửng dưng. Và Đức Thánh Cha nói là sự dửng dưng là không thể được, không ai có thể dửng dưng trước sự đau của khổ của hàng triệu người ngày hôm nay còn tiếp tục cập vấn lương tâm chúng ta. Không ai có thể bịt tai trước những tiếng kêu của người anh em bị thương đang réo gọi. Không ai có thể nhắm mắt trước những cảnh hoang phế của một nền văn hóa không có khả năng đối thoại. Đức Giêsu chạy lòng thương, ngày cầu với Cha trên trời. Đức Giêsu chạy lòng thương, ngày ra tay cứu chữa, chữa lành. Đức Giêsu chạy lòng thương, ngày ra đi, loan báo và lao giảng. Đức Giáo Hoàng mời gọi cầu nguyện cho sự trở lại của những lương tâm và cho sự thắng lợi của một nền văn hóa của sự sống, của hòa giải và của tình huynh đệ. Một tình huynh đệ biết công nhận và bảo đảm những khác biệt trong việc tìm kiếm một vận mệnh chung. Thưa anh chị em, trước khi đọc kinh hòa bình của Thánh Assisi,
xin làm cho con là một người thợ của hòa bình. Nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Nhật Bản về việc giải trừ vũ khí hạt nhân và 10 ngày hàng năm do các ngài đề xướng cho hòa bình, Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích phải vun trồng, cầu nguyện, tìm kiếm không mệt mỏi, sự phát huy, sự nhấn mạnh đối thoại như là bấy nhiêu vũ khí, trong đó có thể đặt sự tin tưởng. Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng tuyên bố tại Nagasaki rằng phải dấn thân xây dựng niềm tin. Sự tin tưởng lẫn nhau bẻ gãy động thái của nghi kỵ đang thắng thế hiện nay. Sự tin tưởng lẫn nhau bẻ gãy sự nghi kỵ đang thắng thế hiện nay. Vì con người ngày hôm nay họ nghi kỵ, họ nghi ngờ, họ chống đối nhau, họ không tin tưởng và không đối thoại. Trách lòng thương là biết tin tưởng, trách lòng thương là biết ngồi lại đối thoại. Trách lòng thương đi ngược với sự nghi kỵ, trách lòng thương đi ngược với sự dửng dưng, sự lãnh đạo, sự vô cảm. Xin Chúa cho mỗi người, cho những ngày tĩnh tâm mùa vọng này, cho suốt 4 tuần lễ tĩnh tâm mùa vọng này, hãy dành những giây phút thinh lặng như Đức Giáo Hoàng, một ông cụ 82 tuổi đứng thinh lặng dưới trời mưa gió, một mình, không ô dù, không mái chìa, không bám víu vào bất cứ một phương tiện của trần gian nào, một mình với Chúa. Ông già 82 tuổi. Còn anh chị em, các bạn trẻ, các bậc trang niên, những người còn đang khỏe mạnh đây, hãy dành những giây phút thinh lặng một mình như Đức Giáo Hoàng, hoặc là dưới trời mưa nắng, hoặc là dưới cơn mưa phùn, hoặc là dưới đông tuyết lạnh lẽo, hãy dành những giây phút thinh lặng ấy để đối thoại với chính mình, nói chuyện với chính mình, hỏi lại lòng mình rằng tôi có biết trân lòng thương anh em của tôi hay không, hay tôi là một con người lạnh lùng, lãnh cảm, vô cảm trước nỗi đau của anh chị em tôi. Đức Hòa mời gọi mỗi người chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình. Và lời kinh hòa bình của Thánh Francisco là lời kinh mà mỗi người anh chị em chúng ta trong mùa vọng này phải hát, hát để nhắc nhở mình trở thành những sứ giả hòa bình, là sứ giả của lòng thương xót. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, God.
Mời anh chị em đứng. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Anh chị em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót ở khắp mọi nơi. Amen.